Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Hublot. Đây là một chiếc Classic Fusion mang mã quốc tế là 565.cx.1210.vr.1204. Đây là một chiếc sử dụng thân vỏ được cấu tạo toàn bộ bằng ceramic, một trong những vật liệu rất là quý hiếm, đắt đỏ. Chiếc này sở hữu mặt đeo màu đen huyền bí và nó được đính rất là nhiều kim cương thiên nhiên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái niềng benzen được chia làm 6 phần và mỗi phần của chúng ta thì sẽ có 6 viên. Và tương ứng là 6636, chúng ta sẽ có tổng là 36 viên kim cương ở phần niềng benzen. Và cọc số của chúng ta thì sẽ có tổng là 11 viên kim cương, do có một viên kim cương góc 3 giờ đã được lột bỏ đi để thay vào ô lịch ngày. Đó, và bộ kim của chúng ta bắt sáng rất là tốt này. Toàn bộ được thiết kế bằng một cái nền màu đen làm cho các viên kim cương của chúng ta rất là sáng, tựa như là một bầu trời đêm, và đây là những viên vì sao lấp lánh trong đêm anh em nhé. Phần thân của chúng ta toàn bộ là ceramic anh em ạ. Và với thiết kế một chiếc Classic Fusion thì anh em quá quen thuộc với kiểu dáng này rồi. Đây là một chiếc với đường kính là 38mm, một chiếc unisex, nam có thể đeo được và nữ cũng có thể đeo được. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có một đường kính là 38 nhân với độ dày là 10mm, và lung càng của chúng ta sẽ là 46, tính từ điểm đầu điểm cuối là 46. Tuy nhiên thì phần dây của chiếc Hublot này thì anh em thấy là nó sẽ được thiết kế phồng ra. Chính vì vậy thì cái phần lung càng của chúng ta nó sẽ lên tới 59 anh em nhé. Và với chiếc này thì trên tay anh em có thể buộc với em cổ tay vừa và nhỏ, hoặc là chị em cổ tay hơi to một xíu có thể đeo được rất là dễ dàng. Đó. Bên trong của chúng ta thì anh em thấy là một cái mặt số được thiết kế mặt đen. Đó. Rất là huyền bí, và đây là một chiếc được thiết kế một cái mặt rất là bóng, không biết có phải được phủ ceramic không, nhưng mình thấy nó thực sự rất là bóng. Đó. Núm chính nằm tại góc 3 giờ với logo của Hublot. Và đây chúng ta sẽ có những chi tiết được cố định bởi những con ốc vít ở phần ốp này. Tất cả được thiết kế bằng ceramic anh em nhé. Đi kèm sẽ là một sợi dây của Hublot. Và đây là một sợi dây cao su được phủ một lớp da bóng ở bên trên, rất là hợp với cái tông mặt cũng như là cái màu vỏ ceramic này. Và đây là sợi dây zin của chiếc Hublot này anh em nhé. Đó. Cuối cùng là bộ khóa. Bộ khóa này thì được thiết kế bằng thép 316L và nó được mạ PVD màu đen. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có chuyện của thép này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có một phần mặt bên trên của chữ Hublot này thì sẽ được hoàn thiện bằng phay xước. Và cuối cùng là bộ máy của chiếc này. Đây là cỗ máy Celita SVK300. Với cỗ máy này anh em sẽ có đầy đủ là 25 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 VPH, thời lượng chữ code là 40 giờ. Quả văng của chúng ta được thiết kế theo cách riêng của Hublot, và sẽ có dòng chữ Hublot được thiết kế skeleton. Ở đây chúng ta sẽ có những con ốc vít cố định tại các điểm, và chúng ta sẽ có đầy đủ thông số như là dòng bộ sưu tập là Classic Fusion này. Chúng ta sẽ có chuyện titanium. Titanium ở đây là tất cả những con ốc vít này đều được sử dụng bằng titanium anh em ạ. Còn vỏ thì sẽ là ceramic. Ở đây chúng ta sẽ có chuyện ceramic. Đó, mặt kính sapphire bảo vệ một cái bộ máy này. Ở chiếc này của chúng ta thì đang có giá retail là 312 triệu tại hãng. Bên mình về một chiếc lướt độ mới cực kỳ cao, giao lưu lại với anh em mức giá là 155 triệu. Hàng đã có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu